các em thân mến, tiếp theo chúng mình sẽ nghe viết bài chính tả Anh bộ đội cụ hồ gốc Bỉ và làm bài tập về quy tắc đánh dấu thanh. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 38 để cùng nhau tìm hiểu về bài học ngày hôm nay. Và như thường lệ, bài chính tả hôm nay sẽ có hai hoạt động chính. Hoạt động đầu tiên, hoạt động 1, nghe viết. Và hoạt động thứ hai là làm bài tập chính tả về quy tắc đánh dấu thanh. Nào, bây giờ chúng ta cùng đến với hoạt động 1, kia viết. Trước tiên, cô sẽ đọc bài chính tả Anh bộ đội cụ hồ gốc Bỉ. Trong quá trình cô đọc, các bạn hãy chú ý lắng nghe và đọc thầm bài cùng cô. Anh bộ đội cụ hồ gốc Bỉ Van der Boen là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam, nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược. Năm 1949, Ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt, địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa theo như Kim như vậy, chúng ta vừa cùng nhau đọc một lượt bài chính tả. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung bài chính tả này. Nào, cô mời các bạn cùng đến với câu hỏi số 1. Vì sao Van der Boen lại chạy sang hàng ngũ quân đội ta? Cô mời các bạn hãy đọc lại nội dung bài chính tả để cùng nhau trả lời câu hỏi này nhé. Các bạn cùng xem đáp án của cô. Vì ông nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc đấu tranh xâm lược, nên Van Boen đã chạy sang hàng ngũ quân đội ta. Chúng ta cùng sang câu hỏi số 2. Vì sao đoạn văn được đặt tên là Anh Bộ Đội Cụ Hồ Gốc Bỉ? Các em thấy đấy, trong đoạn văn đã nói lên được, nhân dân ta rất là yêu thương anh và vì anh là người lính Bỉ nhưng lại làm việc cho quân đội ta. Chính vì vậy, đoạn văn được đặt tên là Anh Bộ Đội Cụ Hồ Gốc Bỉ bài chính tả thì sẽ có một số cái từ ngữ mà đôi lúc các bạn còn viết nhầm. Vậy thì bây giờ cô mời các bạn hãy dừng bài giảng, đọc thầm lại bài chính tả và xác định lại những cái từ ngữ mà em cảm thấy khó viết hoặc là mình còn viết sai. Ở đây các em thấy có một số từ ngữ sau. Đầu tiên là các bạn lưu ý cho cô từ cụ nếu mà từ cụ này trong bình thường trong những cái câu văn bình thường thì từ cụ chỉ là danh từ chung, không viết hoa. Nhưng trong bài chính tả này tác giả viết hoa từ cụ là nhằm thể hiện sự tôn kính đối với bác Hồ. Và còn một số cái danh từ riêng như là Hồ, Bỉ, En, Pháp, Việt Nam, Việt, Phan Lăng và tên tác giả là Như Kim thì ghi viết các bạn phải chú ý viết hoa. Và các bạn còn lưu ý cho cô thêm nữa là Phan Đơ là tên riêng người nước ngoài. Thì Phan Đơ này gồm có 3 bộ phận. Khi viết, các bạn lưu ý viết hoa, chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Trong bài còn một số từ ngữ mà khó viết nữa như là hàng ngũ, rơi, phục kích, dụ dỗ, tra tấn, khuất phục. Nào, bây giờ cô mời các bạn cùng lấy nháp rèn viết lại các từ khó một lần nhé. vừa tìm hiểu bài chính tả và đẹp viết một số từ khó các bạn tiếp tục dừng video lấy vở tiếng việt ghi thứ ngày tháng tên tựa bài và kẻ sửa lỗi cho cô và một lưu ý nhỏ nữa đây là một đoạn văn xuôi cho nên khi viết các bạn nhớ lùi vào một ô để viết trong quá trình cô đọc bài nếu như bạn nào viết không kịp các bạn có thể bấm dừng video để viết nhé cô mời các bạn viết bài phăng đơ là một người lính bỉ phăng đơ bồ en phăng đơ en là một người lính bỉ là một người lính bỉ là một người lính bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam trong đội quân Pháp trong đội quân Pháp trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam xâm lược Việt Nam chấm xâm lược Việt Nam chấm Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược. Nhận rõ tính chất phi nghĩa. Nhận rõ tính chất phi nghĩa. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược. Phải của cuộc chiến tranh xâm lược. Phải năm 1949. Phải năm 1949, phải, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta. Ông chạy sang hàng ngũ. Ông chạy sang hàng ngũ. Ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta. Quân đội ta phải lấy tên Việt là Phan Lăng. Chấm lấy tên việt là phan lăng chấm lấy tên việt là phan lăng chấm một lần phải một lần phải rơi vào ổ phục kích phải rơi vào ổ phục kích phải ông bị địch bắt chấm ông bị địch bắt chấm ông bị địch bắt chấm địch dụ dỗ phải địch dụ dỗ phải địch dụ dỗ phải cha tấn thế nào cũng không khuất phục được ông cha tấn thế nào Cha tấn thế nào cũng không khuất phục được ông cũng không khuất phục được ông cũng không khuất phục được ông phải bèn đưa ông về giam ở Pháp bèn đưa ông về giam ở Pháp chấm bèn đưa ông về giam ở Pháp chấm các em xuống hàng lùi vào một ô viết tiếp đoạn 2 năm 1986 phẩy năm 1986 phẩy Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam Phan Lăng cùng con trai Phan Lăng cùng con trai phan lăng cùng con trai đi thăm việt nam đi thăm việt nam đi thăm việt nam phải về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa về lại nơi ông về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa đã từng chiến đấu vì chính nghĩa đã từng chiến đấu vì chính nghĩa chấm các bạn xuống hàng viết tên tác giả theo như kim theo như kim theo như kim Bây giờ cô mời các bạn nghe cô đọc lại bài chính tả một lần để soát lỗi. Bạn nào có lỗi sai thì ghi ra ngoài lề cho cô nhé. Van der Boen là một người lính bỉ trong đội quân Pháp xâm lược Việt Nam. Chấm. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, Phải. năm 1949, Phải. ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, Phải. lấy tên Việt là Phan Lang. Chấm. Một lần Phải. rơi vào ổ phục kích, Phải. ông bị địch bắt. Chấm địch dụ dỗ phải cha tấn thế nào cũng không khuất phục được ông phải bèn đưa ông về giam ở pháp chấm năm 1986 phải Pha Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam phải về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa chấm theo như kim Giờ mình cùng chuyển sang hoạt động thứ hai của bài là hoạt động làm bài tập về quy tắc đánh dấu thanh. ở hoạt động này mình sẽ cùng nhau lần lượt giải quyết hai bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập số 1. Chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau vào mô hình cấu tạo vần, cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược năm 1949. Ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta lấy tên Việt là Phan Lăng. Như vậy trong câu văn chúng ta vừa đọc thì có hai tiếng in đậm đó là tiếng nghĩa và tiếng chiến. Chúng ta thử xem coi ở bài tập số 1 này nó có mấy yêu cầu. Yêu cầu đầu tiên là chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau và mô hình cấu tạo vần. Và yêu cầu thứ hai chúng ta sẽ so sánh cái điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo. Nào, cô mời các bạn cùng làm bài tập. Đây là mô hình cấu tạo vần đầu tiên mình sẽ xét tiếng nghĩa các bạn thấy tiếng nghĩa có vần là vần Y vậy như như vậy âm chính của nó là một nguyên âm đôi Y và không có im âm cuối tiếng chiến có vần là vần yên và có âm chính là nguyên âm đôi ie và có âm cuối là n vậy thì dựa vào cái mô hình cấu tạo vần của hai tiếng chúng ta vừa phân tích chúng ta sẽ tìm ra ra được điểm giống nhau và khác nhau của hai tiếng này đầu tiên chúng ta sẽ tìm điểm giống nhau các bạn thấy là trong tiếng nghĩa và tiếng chiến điểm giống nhau là đều có âm chính là nguyên âm âm đồi i và ie điểm khác nhau thì các bạn thấy là tiếng nghĩa thì không có âm cuối và tiếng chiến thì có âm cuối đúng không nào các bạn và cô có lời tuyên dương đối với những cái bạn nào có đáp án giống cô nhé Cô cho mình cùng đến với bài tập số 2, nêu quy tắc ghi dấu thanh ở các tiếng trên. Các bạn thử hãy nhớ xem, ở các tiết học trước, chúng ta đã biết dấu thanh được đặt ở âm chính. Vậy thì xét trường hợp tiếng nghĩa và tiếng chiến. Các bạn thấy tiếng nghĩa có âm chính là nguyên âm đôi, y, và không có âm cuối. Vậy thì dấu thanh sẽ được đặt ở y hay là a. Tiếng chiến có âm chính là nguyên âm đôi là IE và có âm cuối. Vậy thì dấu thanh sẽ đặt là I hay E. Vậy thì ta cùng đến với quy tắc như sau. Tính nghĩa không có âm cuối, dấu thanh sẽ được đặt ở chữ cái đầu nguyên nguyên âm đôi, tức là chữ Y. Tiếng chiến có âm cuối, dấu thanh sẽ được đặt ở chữ cái thứ hai nguyên nguyên âm đôi, tức là chữ E. Như vậy qua phần bài tập, ta sẽ rút ra được quy tắc đánh dấu thanh như sau. Dấu thanh được đặt ở âm chính. Khi các tiếng có nguyên âm đôi mà không có âm cuối, thì dấu thanh sẽ được đặt ở chữ cái đầu ghi nguyên âm đôi. Cô lấy ví dụ như là tía, à, mía, tỉa, nghĩa. Khi các tiếng có nguyên âm đôi mà có âm cuối, thì dấu thanh sẽ được đặt ở chữ cái thứ hai ghi nguyên âm đôi. Cô lấy ví dụ như là hiền kiến hiển miền tiền. Tiêu chính tả đến đây là kết thúc. Các em nhớ đèn viết lại các từ viết sai. Cứ mỗi từ như vậy các em đèn viết lại cho cô 3 lần. Tiếp tục rèn viết đúng, viết rõ và chú ý cách trình bày bài sạch đẹp. Ôn lại quy tắc ghi dấu thanh và xem trước cho cô bài chính tả tuần 5 một chuyên gia máy xúc. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em nhé.